Hướng dẫn xuất hồn cho người mới bắt đầu. Các bước tiến hành. Bước 1. Nằm ngửa, thả lỏng cơ thể trên một mặt phẳng nằm ngang. Có thể là chiếc giường, ghế sofa hay dưới đất. Miễn là cảm thấy thoải mái, mặc bộ quần áo thoải mái, mát mẻ như áo ba lỗ, quần đùi, pyjama. Bước 2. Nhắm mắt lại và thư giãn thôi. Hãy cố gắng sao mà không rơi vào giấc ngủ. Điểm mấu chốt ở đây là cho phép cơ thể ngủ, trong hoặc nghỉ ngơi. Khi tâm trí vẫn còn tỉnh táo, hít thở nhẹ nhàng, hít vào và thở ra. Điều này sẽ giúp cảm thấy thư giãn hơn, tập trung vào hơi thở của mình, vẫn giữ vững suy nghĩ. Bước thứ 3. Tiếp tục thư giãn như bước thứ 2, tới khi cảm thấy có sự rung động. Sự rung động là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Trong khi ta đang thực hiện xuất hồn, những dấu hiệu đó cho thấy ta đang đi đúng đường, đúng hướng. Nhưng đừng quá phấn khích. Điều đó làm vậy chỉ khiến ta quay về thực tại thôi. Mọi công sức từ đầu tới giờ sẽ đổ bể. Cho nên hãy giữ vững bình tĩnh và tiếp tục thư giãn. Bước thứ 4. Hiện giờ ta đang nhắm mắt thư giãn. Vậy hãy tưởng tượng linh hồn mình đang từ từ nâng lên ra khỏi cơ thể. Khi đang tưởng tượng hồn lìa khỏi xác, nên tưởng tượng một lần duy nhất, không được lặp lại. Cứ từ từ, đừng nghĩ chuyện này quá khó. Cứ thư giãn thôi. Bước thứ 5. Cứ tiếp tục tưởng tượng cho đến khi mình cảm thấy lơ lửng trên không trung. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy có thực sự kết quả. Thành công. Nếu đã xuất hồn thành công, ta nên nhìn cơ thể của mình lúc này đang nằm ngủ ngon giấc. Hãy thử bước đi xem nào. Ghi chú: sử dụng gối hoặc chăn để gối đầu, nó sẽ giúp ta cảm thấy thoải mái và không bị phân tâm. Chỉ cần chắc chắn là có thể thở được. Chọn nơi nào ấm cúng, tránh bị cảm, bệnh cảm hay mấy bệnh tương tự khác. Nó sẽ ngắt quãng quá trình mà ta thực hiện. Nơi mà ta thực hiện phải yên tĩnh. Ta cũng có thể bật nhạc du dương, thầm lặng. Điều này sẽ giúp thư giãn hơn. Nhớ rằng xuất hồn và lucid dream không phải là một. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Mơ là mơ, xuất là xuất. Chỉ khi nào xuất hồn thành công thì ta mới cảm thấy như đang mơ thôi. Những nỗi sợ hãi, phiền muộn, buồn bã, vân vân, bỏ nó sang một bên, chúng không được chào đón ở đây. Làm sao để trở về thân xác? Cách hiệu quả nhất là bình tĩnh, tư thế, trở về bắt chước tư thế hiện tại của cơ thể và từ từ nhập vào thân xác.